theo chồng vào tù vì ma túy mới nghĩ đến tương lai 4 đứa con thơ. 3 năm sau ngày chồng vào tù, Ngân Thị Tín cũng bị bắt vì bán ma túy. Nữ bị cáo này đã bị tòa tuyên phạt 15 năm tù. Ngày 24/7 Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngân Thị Tín, 38 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ nên Tín được tại ngoại. Hôm nay, Tín cùng con gái bắt xe khách tới tòa. Liên quan đến vụ án mà Tín là bị cáo, hồ sơ vụ án thể hiện, chiều ngày 22 tháng 2, Tín đi bộ lên khu vực đồi thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh mua 2 gói ma túy hồng phiến và 1 chỉ heroin của người đàn ông dân tộc Mông với giá 4 triệu đồng. Tín chọn các chân giường trong nhà làm nơi cất giấu để bán dần. Nhưng đến tối hôm sau, cơ quan công an tiến hành khám xét nhà của Tín, phát hiện gói ma túy với tổng khối lượng gần 40 gram. Trước buộc khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nữ bị cáo đưa ra lý do phạm tội vì hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 4 đứa con trong khi chồng đang ngồi tù để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngân Thị Tín 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.